À không, nhưng mà bạn mới thấy khó. Không, nhưng mà đây là các bạn nào, hai cậu chú ý tập. Bạn không có tập nữa. Múa rồi. Ôi chú. Bạn mạnh quá lắm. Em xoắn thôi. Xoắn người nói chứ mà em bạn có đó đi. Rồi, tốt. Rồi, như vậy. Rồi, nhắc. Chân em, ủi chân. Ủi chân, ôi. Ủi, không. Rồi, em đấy. Một, bước lên. Ông, dưới nào. Dịch vào. Ê, em vào xong rồi, em dịch kiên vào. Sát thân người ta. Một, che đi. Rồi, dịch vào. Rồi, ướm rồi. Lên, rồi, như vậy. Bây giờ ghi được 5 điểm đấy. Mặt là 3 điểm này. Dịch vào. Rồi. Lên bụng đó. 2 điểm. Xong 5 điểm. Tiếp đi. Rồi. Dịch vào. Dịch vào. Đá xong. Dịch vào luôn. Ôm người ta. Dịch vào rồi. 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 Nào cả hai Thủy Vi chú ý này. Không có xòe tay ôm vào mông người này nhá. Nắm vào. Yeah. Không phải xòe bóp này là bị là kỳ hiểm nhé. Rồi tiếp. Rồi chị quên. Một chị vào. Nào không tóm nào. Không phải ôm người ta mà là nắm thôi. Đấy. Chị, em dùng nghe. Em dùng cái tay em kẹp vào. Em ốm này là. Rồi đi Xuân. Rồi Xuân làm đúng ấy. Chắc rồi. 8 điểm. Em không được xòe tay, nắm tay. Rồi. Rồi. Rồi, đúng thế. Bước lên xoay. Rồi, sao ông lên. Nào. Ôi, 6 điểm. Em mặt 6 điểm. Rồi, gần được sao đấy? Đấy, nhưng mà năm thôi vì chưa mặt. Gần đầu với mình nghe. Cái tay. Ôm nào rồi. Rồi. Tiếp đi. Cái đoàn này toàn đấy lừa ghê. Ờ, đấy đẹp hết. Cái đoàn đấy lừa hay đấy, xem bọn đánh thế giới. Nhưng mà còn tùy. Bây giờ còn nói còn cân nữa. Cân nó chuyện ngã. Chuyện ngã trừ điểm. Phải ăn 3 điểm.